Đây, đây là đường vào làng bưởi của Năm Huệ ở Tân Triều mọi người. Chúng ta hôm nay đi đến đây để vô tham quan du lịch và thưởng thức những món đặc sản làm từ bưởi. Chào mọi người, hôm nay mình đưa mọi người đến khu du lịch làng bưởi Tân Triều, cách trung tâm thành phố Biên Hòa khoảng 10 km. Nơi đây là vườn bưởi làng bưởi Tân Triều của ông Năm Huệ. Thì nơi đây có những cái có bưởi, tất cả đều là sản phẩm của bưởi, có rượu bưởi, là chè bưởi, gỏi bưởi. Và nơi đây thì phong cảnh rất là đẹp, để chúng ta có thể là đưa gia đình vào cuối tuần ngày Chủ nhật để đến đây tham quan du lịch và ăn uống. Hai bên bờ sông này thì có những cái chòi lá để cho khách du lịch ngồi nghỉ chân hoặc là thưởng thức những món đặc sản của khu du lịch. Mát, đẹp. Ở thành phố mà có những cái khu du lịch như vậy rất là thuận lợi cho những người làm công việc ở bàn giấy, ở trong phòng kính. Cuối tuần thì chúng ta có thể ra đây để tham quan và xả stress trong một tuần làm việc ở trong cái phòng máy lạnh. Thì bây giờ ra đây là vừa là không khí ngoài trời, vừa là thưởng thức những cái sản vật ở khu du lịch này. Rất đẹp. Đó, cảnh sông nước, đồng quê. Đây là cái gió. Gió để bắt cá. Cầu này không biết ra có gãy hay không. Quá đẹp, quá hữu tình. Phong cảnh rất là thiên nhiên các bạn. Nếu có dịp các bạn hãy đưa gia đình, bạn bè, người thân đến đây để tham quan và nghỉ ngơi trong những ngày nghỉ của mình cuối tuần. Rất mát mẻ. Có những cái chòi, những cái bàn mà ve ra bờ sông vậy thì ngồi đây là ăn nhậu là khỏi nói. Rất là đẹp, rất là yên bình. Đẹp chưa? Đây là du thuyền của khu du lịch. Nếu chúng ta không có ở trên bờ để mà ăn uống thì chúng ta có thể thuê thuyền này đi du lịch xung quanh cái con sông này, xung quanh cái khu vườn này, từ ra sông Đồng Nai. Đó, rất đẹp. Có cái bảng hướng dẫn nơi để xe, đàn ca tài tử, đường vô đúng là đường như đường làng quê, nhưng mà sự thật nó là giáp với thành phố. Đó là vườn bưởi, bên kia là vườn bưởi. Chúng ta đến đây thì cũng như là về quê. Về quê ở nơi đó là miền Tây vậy đó. Những cái vườn làng quê trồng cây ăn trái, thành ra rất là đẹp. Nếu những ai ở thành phố thì chưa biết thì cũng nên đến ở đây. Đây có những cái nhà hàng làm bằng gỗ,
cửa hàng hương vị ngọt, ngọt ngào hương vị bưởi. À, ở đây thì có bán bưởi nè, chuối nè, cam nè. Đó. Bán bưởi rất là nhiều. Chúng ta có thể mua bưởi xách về cho người thân, rồi rượu bưởi xách về tặng, làm quà tặng cho bạn bè. Rượu bưởi này bao nhiêu một hộp vậy cô? Một cái bưởi này nè. Có ai trả lời tôi không? Dạ. Rượu bưởi này bao nhiêu một cái vậy? Dạ, 170.000. 170.000 cái trái trong hộp á hả? Dạ. À, còn ở cái chai thủy tinh. Cái nhựa thì nó 450ml là 95.000 một chai. À, 95. Rồi. Còn bưởi này bao nhiêu một cái? Dạ, bưởi này là 55.000 một trái, còn bên đó là 65, còn bên kia là 70, 75. Ừ, rất là bưởi rất là nhiều. Đây là tháp bưởi mọi người. Tháp bưởi. Người ta làm cái tháp bưởi mô hình. Đó, rất đẹp. Khu du lịch cảnh vật đẹp như trong rừng nguyên sinh các bạn. À, những cái loại dây leo mà nó to như thế này, nó phủ ở trên các cành cây. À, dây leo mà to, quá đẹp như trong rừng nguyên sinh, rất là hấp dẫn, rất là mát mẻ, rất là tình tứ. Còn đây là cầu khỉ các bạn. Cầu khỉ này là không cần phải đi đâu xa, không có thể không cần phải xuống vùng quê heo hút, mà ở đây cũng có cầu khỉ để chúng ta trải nghiệm. Bởi vì nó là một cái huyện giáp với thành phố Biên Hòa, và nơi đây chỉ cách trung tâm thành phố Biên Hòa khoảng 10 km. Thì chúng ta tới đây để trải nghiệm về đi cầu khỉ, về đi thuyền trên sông nước, và ngồi những cái lều ở dưới bờ sông để ngắm cảnh. Ở đây cũng có cây cầu dừa. Cây cầu dừa. Cầu dừa, cầu khỉ đều có các bạn. Hôm nay ta sẽ trải nghiệm đầy đủ cảnh hiền quê sông nước. Cầu khỉ đây. Còn đây là cái nhà lầu bằng gỗ mọi người. Đó, chúng ta không thích ngồi ở dưới bờ sông thì chúng ta có thể lên đây, lên cái lầu bằng gỗ để tham quan xung quanh đây. Đó, giờ bậc thang lên nhà lầu gỗ. Chúng ta có thể xung quanh này là nhìn nó những cái xa xa kia đã có những cái vườn bưởi của mọi người ở cái khu vực nông dân ở đây, người ta vườn bưởi của người khác.
lầu gỗ bằng hồ trệt, rất là hấp dẫn. Gia đình mà chúng ta có 5-7 người, thậm chí 10-20 người, chúng ta đến đây để tham quan và nghỉ cuối tuần. Thì cuối tuần chúng ta không muốn đi xa thì chỉ cần tới đây, ở trung tâm thành phố Biên Hòa, thì tới đây chúng ta xong một ngày, nghỉ ngơi một ngày, chiều chúng ta lại quay lại. Ở dưới đó thì cũng có những cái nhà bằng gỗ, rất đẹp. Cổng vô một cái nhà hàng rất là thiên nhiên. Bên trong là nhà hàng các bạn. Nhưng mà bên ngoài mình nghĩ là vô một cái cửa rừng. Đó, mình sẽ đi vô đó, vô nhà hàng rất đẹp đó mọi người. Đó, nhà hàng ở bên trong. Đó, nhà hàng cũng xây dựng giả gỗ, đó, rất đẹp. Bên ngoài thì mình nghĩ là như là một cái cửa rừng đó, xung quanh rất là đẹp. Đó. Nói chung là đến đây thì đưa gia đình, bạn bè, người thân đến đây một tuần làm việc đến đây để chúng ta thư giãn thì cũng quá tốt. Rồi, cảm ơn. Đây là một cái bàn mà được dè ra bờ sông. Mà cái bàn này ngồi đây là như ở trong khu vườn nguyên sinh, rất đẹp. Dù là nó là ở một cái khu du lịch, ở một cái nhà hàng, nhưng mà mình ngồi ở đây có cái cảm giác như ở trong rừng nguyên sinh. Đó, cây thì dây leo mọc lâu năm, những cái loại dây leo mọc rất là tự nhiên. Ngồi đây rất là mát mẻ, cảm giác rất là yên bình và thanh thản, thưởng thức những cái sản phẩm của nhà hàng này. Đây, xin giới thiệu, đây gồm có là trà bưởi, trà sữa bưởi, rồi gỏi bưởi. Đây, gỏi bưởi. Gỏi bưởi thì ăn có tác dụng là, bưởi thường thường ăn có tác dụng là giảm mỡ máu. Rồi là trà bưởi và chè bưởi. Đây là chè bưởi. Tất cả sản phẩm nói chung là rất nhiều món làm thực phẩm làm từ bưởi. Chúng ta đến đây thì nếu ai đến đây thì sẽ có dịp thưởng thức những cái sản phẩm mà làm từ bưởi rất ngon. Hơn nữa là cái phong cảnh đây rất là hữu tình, rất là đẹp, rất là thiên nhiên. Rồi, bây giờ chúng ta mời các bạn, mời mọi người cùng thưởng thức gỏi bưởi, chè bưởi và trà bưởi, trà sữa bưởi. Hấp dẫn ha. Đây là trái bưởi mô hình. Rất to, rất đẹp. Video đến đây là hết. Hết ngày chúng ta đi du lịch tham quan vườn bưởi Tân Triều của Nam Huệ. Mong mọi người xem, nếu thấy thích đăng ký và like. Chúc mọi người xem video vui vẻ. Hẹn gặp lại. Chào mọi người. Bye.